Đây là những con gà nhiều ngón thuộc thế hệ thứ 5. Qua quá trình chăn nuôi và chọn lọc, anh Đức đã chọn được những con giống thuần chủng. Tỷ lệ gà bị biến đổi gen hoặc lai tạp là rất ít. Việc chọn lọc gen giống gà nhiều ngón đã giúp anh Đức bảo tồn một giống gà quý tại địa phương, đồng thời mang lại giá trị kinh tế cho gia đình. Sau 5 năm thì từ số 0 cho đến bây giờ thì anh Đức đã có một cái đàn gà bố mẹ dự kiến năm 2024 này sẽ đưa lên quy mô có vào khoảng độ 450 cho đến 500 con mái. Đấy. Thì nếu làm tốt thì năm 2024 anh ấy có thể sản xuất ra một cái số trứng 20.000 quả. Trong chương trình khởi nghiệp số trước, chuyên gia Sơn đã lưu ý anh Đức khi chọn lựa thế hệ gà thứ 5 làm giống. Chú nhìn cái màu lông này là được rồi. Bây giờ mình chỉ loại những con nào coi như là màu nó ghi đá mình bỏ ra thôi, chứ còn những con mà màu lông nâu, màu lông trắng hoặc màu lông đỏ kia là mình giữ. Đấy, chọn là chọn màu đơn. Đấy, thứ hai, thứ ba nữa tức là chân là mình cứ chọn đủ 6 ngón thôi. Đấy, và da chân vàng là được. Vậy làm thế nào để có một thế hệ mới chất lượng và có tỷ lệ đẻ trứng tốt? Xin mời quý vị và bà con tiếp tục theo dõi trong chương trình khởi nghiệp ngày hôm nay. Đàn gà giống 12 tuần tuổi này sẽ được anh Đức chăm sóc đến 20 tuần tuổi. Lứa gà này sẽ thay thế cho đàn gà thế hệ thứ tư già cỗi. Việc thay thế đàn gà giống hàng năm sẽ giúp tăng tỷ lệ sản xuất trứng và con giống, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng ở những lứa tiếp theo. Phải chăm sóc kỹ ngay từ cái giai đoạn đô bị này. Giai đoạn đô bị này nó rất quan trọng, vì nếu mà mình chọn lọc được rồi mà mình nuôi không cẩn thận nó bị hao hụt thì nó phí, nó mất. Sau này mình tái đàn lại nó khó. Vì con gà của mình không lấy từ bên ngoài vào được, mà do cái đàn của mình nó tự gây nên. Cho nên là khi mình đã chọn rồi là mình phải có cái biện pháp quản lý, chăm sóc thật là tốt để tránh hao hụt. Gà hậu bị hay còn gọi là gà giò hoặc gà đẻ hậu bị là những con gà được nuôi với mục đích để chọn làm gà đẻ. Thường gà được nuôi từ 20 tuần tuổi đến trước khi đẻ được gọi là gà hậu bị. Giai đoạn này rất quan trọng, quyết định khá nhiều đến chất lượng gà và chất lượng trứng trong giai đoạn sinh sản. Nếu chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật, thì sản lượng trứng gà ở giai đoạn sinh sản sẽ tốt hơn và ngược lại. Do vậy, chuyên gia Sơn đã lưu ý anh Đức chăm sóc gà ở giai đoạn hậu bị, đảm bảo cân nặng, sức khỏe và quan trọng là phòng bệnh tốt cho gà. Đào vị cho đàn này là 300 đấy chị. 300 nếu mà có điều kiện thì cháu tách cái chỗ này ra làm hai đàn. Tách ra làm hai ô. Nuôi một ô cái chỗ này là hơi bị chật. Hơi bị chật. Giãn cái mật độ này ra nó thưa thì con gà nó sẽ khỏe hơn. Thế và nuôi trong cùng cái ô này thì lâu dài nó sẽ ô nhiễm. Thứ hai là nó chật quá nó sẽ dưới đấy nó mổ nhau. Thì tốt nhất là ngày mai ngày kia khi mà cháu tổng vệ sinh cái ô bên này, tất cả những con gà to đẩy sang phía bên kia thì mình giãn cái bọn này sang, giãn đôi sang bên kia. Vì nó ở nó rộng, nó thì nó sẽ khỏe, môi trường nó đỡ ô nhiễm cho con gà nó không bị bệnh. Nhá. Đấy. Thế chứ còn nếu mà cháu nhốt chặt quá là sẽ có hiện tượng mổ lông nhau ăn. Đấy, cụt lông, ví dụ như con này này, trụi lông này. Thế hoặc là bị những con mà nó chèn nhau, nó chèn nhau đến con bé là nó cứ bé mãi, nó không theo kịp đàn. Đấy. Vì cái giống này là cái giống tuổi này là cái tuổi là bắt đầu là nó thay lông, nó mọc lông nhau, mà nếu mà mình mà nuôi chật quá là nó dẫn đến hiện tượng là nó gây ô nhiễm môi trường. Mà ô nhiễm môi trường cũng là cái yếu tố gây cho cái hiện tượng mổ cắn. Thế mà cái tuổi này là cái tuổi đang bắt đầu nó có cái hiện tượng mổ cắn. Trước khi nó đã lên đẻ rồi thì cái tỷ lệ mổ cắn là nó ít. Thế mà gà này cháu có cắt mỏ không? Không. Phải cắt mỏ đi. Mình nuôi gà bố mẹ là mình phải cắt mỏ đi. Thì nếu không cắt mỏ là nó sẽ có hiện tượng nó mổ nhau đấy. Mổ lông nhau rụng. Cắt mỏ là người ta sẽ cắt hai thời kỳ, tức là cứ khoảng độ mình cắt sớm là 15 ngày, còn nếu không thì cắt muộn khoảng 20 ngày, sau đó là một tháng sau mình cắt lại. Đấy. Chứ đừng để lên đẻ là mình cắt là nó cứng. Đấy, còn cái giai đoạn 15 ngày, 30 ngày cắt là đẹp nhất vì lúc ấy là mỏ nó mềm. Gà hậu bị là giai đoạn cần rất nhiều chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển một cách toàn diện. Tuy nhiên ở trong đàn, chuyên gia vẫn thấy được một vài con bị mổ lông. Nguyên nhân gà mổ lông nhau có thể do gà đang bị thiếu khoáng chất, thức ăn xanh, cũng có thể do bản năng sinh tồn của gà khi nuôi trong môi trường đông đúc.
Hiện tượng cắn mổ nhau nếu không được phát hiện sớm và khống chế ngay từ đầu thì sau đó rất khó kiểm soát và người nuôi phải trả giá đắt vì gà chậm lớn. Tỷ lệ chết cao, phẩm chất thịt kém, mẫu mã gà xấu khó được thị trường chấp nhận. Cho nên là trong cái giai đoạn này, ngoài cái chuyện cho ăn cho uống rồi thì cháu vẫn phải bổ sung thường xuyên các cái vitamin, ví dụ như vitamin nhóm B hoặc ví dụ như là mua cái Avimix ấy, đấy là bổ sung thêm vào cái dinh dưỡng cho nó, hoặc có thể là thậm chí tăng sức đề kháng là mình phải uống thêm cả cái beta glucan nữa. Đấy. Ngoài cái việc mình tiêm vaccine là chắc chắn rồi thì thức ăn nó cũng là cái phần cung cấp dinh dưỡng, nhưng mà để giúp cho con gà nó khỏe thì vẫn phải bổ sung thêm các cái gọi là cái thực phẩm chức năng. Đấy, thì phải lưu ý như vậy, chứ nếu không là cái việc nuôi dưỡng quản lý rồi là nâng cấp cái thế hệ của mình nó sẽ không được như ý muốn. Chăm sóc gà hậu bị là một giai đoạn rất quan trọng giúp tăng hiệu quả chăn nuôi. Giai đoạn này cần đặc biệt lưu ý không nên nuôi kiểu vỗ béo và chỉ nên cho gà tăng trọng tối đa 5% so với trọng lượng chuẩn của gà theo biểu đồ phát triển chuẩn. Chế độ cho ăn là mình sẽ, gà này thì nó không như cái gà công nghiệp. Cho nên là mình cứ cho ăn vừa phải thôi chứ đừng cho ăn quá nhiều. Đấy. Cho ăn ở mức độ làm sao để cho con gà nó cứ lớn một cách từ từ. Thế còn cái định mức cho ăn thì chú sẽ xây dựng cho cháu một cái định mức cho ăn cho nó hợp lý để làm sao con gà nó không lớn nhanh nhưng nó cũng không gầy quá để cho con gà nó phát triển tương đồng với lại cái tuổi phát dục của nó. Thì sau này nó đến tuổi đẻ là nó sẽ đẻ trứng tập trung. Cái thứ ba nữa tức là mình tạo cho con gà nó có cái môi trường sạch sẽ, thông thoáng, khô ráo để con gà nó khỏe mạnh. Bởi cái giai đoạn này là con gà nó chịu sức ép rất nhiều. Sức ép, cái thứ nhất là sức ép về dinh dưỡng là mình phải cho ăn thiếu. Thế rồi là bệnh tật nó cũng nhiều, là cái môi trường nó cũng không thuận lợi lắm. Cho nên nếu mà mình mà chỉ sao nhãng đi một tí trong cái việc môi trường, ví dụ như nuôi chật quá hoặc là nuôi chuồng độ lót nó ẩm quá. Thế rồi là cái việc mình cho uống thuốc bổ dưỡng mà nó không kịp thời thì sức khỏe con gà nó sẽ giảm đi và nó hao hụt. Đấy chỉ cái lưu ý thôi, chứ còn nuôi cái hậu bị gà này nó không khó như là nuôi cái gà công nghiệp, ví dụ như gà chuyên trứng hoặc là gà chuyên thịt. Thế nhưng mà dầu sao nó vẫn phải có những cái kỹ thuật nhất định. Đấy, thì để sau này khi mà nó lên nó đẻ là nó sẽ đẻ tập trung và mình sẽ thu trứng tập trung. Chứ nếu mà mình nuôi sai một tí thì con gà nó sẽ đẻ rải rác. Và khi đẻ rải rác như vậy thì cái trứng mình sẽ thu nó không gom tập trung được, thì là nó dẫn đến ảnh hưởng cái vấn đề tái đàn. Thậm chí là ví dụ như là khi nó lên đẻ thì quả trứng to, quả trứng nhỏ, rồi là quả trứng nó không đủ cái khối lượng thì nó cũng ảnh hưởng. Trên cái nuôi giai đoạn nó đầu bị là cái giai đoạn quyết định đến cái năng suất của con gà. Thế thì cố gắng là phải làm cho nó tốt. Bên cạnh đó là khâu phòng bệnh cho đàn gà cũng rất quan trọng. Thời gian nuôi gà làm giống kéo dài, cần đảm bảo quy trình tiêm vaccine được thực hiện đầy đủ. Bây giờ khi mà gà nó đã bước vào cái tuổi mà hậu bị như thế này rồi thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình tổ chức mình tiêm vaccine cho nó đầy đủ đi. Bởi vì cái việc tiêm vaccine nó quan trọng, đặc biệt chú ý là cái tiêm đi quát sơn, tiêm cúm gia cầm. Hiện tại đang là giai đoạn diễn biến phức tạp của bệnh cúm gia cầm. Đây là bệnh do virus gây ra, lây truyền bằng nhiều con đường khác nhau. Do đó, anh Đức nên áp dụng các biện pháp phòng bệnh. Một trong những cái yêu cầu rất quan trọng đó là cái việc quản lý dịch tễ, không được cho người lạ vào đây. Thứ hai là cái vệ sinh thay quần áo của công nhân chăn nuôi là phải nghiêm ngặt. Thậm chí coi như trước khi vào chuồng chăn nuôi là người ta phải tiến hành rửa tay trong nước sát trùng. Thế rồi đi giày ủ, mặc quần áo bảo hộ lao động, rồi là có cái nơi tắm rửa. Đó là việc thứ hai. Việc thứ ba nữa tức là phải duy trì cái công việc phun sát trùng thường xuyên, một tuần ít nhất cũng phải một lần, hoặc là một tháng ít nhất cũng phải hai lần. Đấy, và những cái thời điểm nó gay gắt về mặt dịch bệnh. Còn bình thường thì có thể là 15-20 ngày chúng ta phun cũng được. Và cái cuối cùng nữa tức là cái tiêm vaccine. Đấy. Vaccine đối với gà hiện nay thì để bảo vệ cho đàn gà là chúng ta phải tuân thủ. Thứ nhất là các cái vaccine phòng các cái bệnh nguy hiểm truyền nhiễm, ví dụ như là ND, Newcastle ấy. Thế rồi là IB là viêm phế quản truyền nhiễm. Rồi là cúm gia cầm là chúng ta phải tiêm. Và cúm gia cầm bây giờ để đảm bảo tốt nhất là chúng ta phải tiêm cả H5N1 và cả H7N9. Chứ còn chúng ta cũng không phải là chỉ có H5N1 thôi.
Đệm lót chuồng trại cũng rất quan trọng trong việc bảo vệ đàn gà không bị mắc bệnh cúm gia cầm. Do vậy, chuyên gia Sơn cũng lưu ý anh Đức cần chú ý đến đệm lót, đảm bảo đệm lót chuồng luôn khô ráo, thoáng mát, không có mùi khó chịu. Đấy, cái độn lót cố gắng làm sao giữ được nó tơi xốp này là được. Thứ hai đó là khi mình ngồi xuống để mình kiểm tra đàn gà này là mình không thấy cái mùi hôi nó bốc lên. Thì cái môi trường nó mới đảm bảo được yêu cầu. Chứ nếu mà mình vào chuồng mà thấy cái trống của nó bết. Thứ hai đó tức là mình cào cái này để mình kiểm tra cái độ xốp. Mà thấy bắt đầu là cái mùi hôi nó bốc lên là có nghĩa là cái môi trường nó bị ô nhiễm. Mà khi môi trường ô nhiễm thì ảnh hưởng ngay đến cái đời sống của con gà này. Nó sẽ bị nhiễm khí độc và nó sẽ bị bệnh. Cho nên là muốn làm được cái độn lót này nó tốt. Thì cái điều đầu tiên là cái nền chuồng của mình phải cao. Thì cái nền chuồng của cháu hiện nay nó cao là tốt rồi. Cái thứ hai nữa tức là mình đừng đổ chấu mỏng. Mình cố gắng mình đổ chấu dày. Nhưng mà cũng không dày quá. Nó chỉ cần cỡ khoảng độ 7-8 phân thôi. Và cái thứ ba nữa tức là mình phải sử dụng cái chế phẩm sinh học mình cho vào đây. Cụ thể như là cái men. Men ví dụ như là cái men Barassa của Đại học Nông nghiệp 1 thì rất là tốt. Thế là mình cũng không phải mình cho nhiều. Mình chỉ cần mình cho một lần thôi. Sau đó thì trong quá trình mình vào mình kiểm tra mà thấy mà nó có mùi thì mình lại cho tiếp. Cho nên là một đời gà mình chỉ cần cho 3 lần men thôi. Và khi mình cho men như vậy thì mình sẽ sới đảo, mình dùng cái bàn cào mình sới đảo đi để cho cái men nó trộn lẫn với cái chấu đi. Thế mà trong quá trình con gà khi nó ở trên cái độ lót này nó lại tiếp tục nó bới. Đấy, thì nó lại tiếp tục lại sới đảo lên. Đấy thì phải làm như vậy thì mới được. Cho đến hiện tại, anh Đức đã có 5 năm kinh nghiệm nuôi gà nhiều ngón. Những kiến thức chuyên gia hướng dẫn, anh cũng đã thực hiện rất nghiêm túc. Kết hợp với các nền tảng truyền thông như YouTube, fanpage, anh đang từng bước đưa giống gà nhiều ngón đến nhiều người ở mọi miền Tổ quốc. Thì thực ra làm nông nghiệp thì vốn dĩ nó rất là khó khăn. Khó khăn chung thì nông hộ nào cũng có phải thôi. Nhưng mà về phía cái con gà chín cựa của Phú Thọ này thì nó có nhiều cái thuận lợi hơn. Bởi vì càng ngày khách hàng các thành phố lớn thì họ càng tìm về cái những sản phẩm nó đặc biệt và nó mang lại cái giá trị về tâm linh, mang trại lại về cái giá trị về giáo dục. Và những sản phẩm được chăn nuôi tốt thì các gia đình yên tâm là sử dụng để đảm bảo được cái sức khỏe cho gia đình mình nữa. Thì cái đấy thì là những cái tín hiệu rất là tốt năm nay. Tư duy sản xuất nó đã được nâng lên. Ngoài cái việc gây dựng cái đàn gà sang năm đưa lên quy mô khoảng 400-500 con thì cái thứ hai nữa tức là cái cơ sở vật chất đã định hình tương đối rõ. Đấy. Ngoài hai cái khu chuồng nuôi bố mẹ đây rồi thì phía dưới kia chúng tôi thấy là có cả cái chuồng gà gột. Thế rồi là cái chuồng gà tách nhóm. Vì nếu chúng ta đưa lên đây thì chúng ta chỉ đưa một tuổi thôi. Thế còn nếu mà chúng ta đưa nhiều tuổi vào đây thì nó sẽ lẫn lộn với nhau. Và cái thứ ba rất quan trọng là nhà cửa đã khang trang hơn, đã đẹp hơn. Đấy, chắc chắn là phải từ thành quả nuôi gà rồi. Thì xin chúc mừng anh Đức. Với sự nỗ lực không ngừng của chàng trai Nguyễn Văn Đức, hy vọng thương hiệu gà nhiều ngón Tân Sơn sẽ ngày càng đi xa hơn nữa. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con có thể gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh nông nghiệp nông thôn nông dân VTC16, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, địa chỉ 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ đăng ký gồm 1. Đơn xin đăng ký tham gia chương trình, nêu rõ kế hoạch sản xuất, diện tích, số vốn, số người tham gia. Nếu là tổ hợp tác, hợp tác xã thì người đứng đầu đại diện viết đơn và có chữ ký của các thành viên còn lại. 2. Sơ yếu lý lịch cá nhân hoặc người đứng đầu tổ hợp tác, hợp tác xã có xác nhận của chính quyền địa phương. 3. Hai ảnh 4x6 của người đại diện hộ, nhóm hộ hoặc đại diện tổ hợp tác, hợp tác xã. Đón xem khởi nghiệp phát sóng 21:10 thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần. Khởi nghiệp VTC16 vì một nền nông nghiệp hội nhập và phát triển.